Xuất phát từ thực trạng là hiện tại chúng em đang đi học môn phẫu thuật thực hành thì sẽ có bộ môn là khâu vết thương. Thì trong bộ môn đấy thì tuy là nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em, nhưng mà thì nhận thấy là mô hình mà hiện tại trường đang sử dụng á là nó vẫn còn hạn chế, vậy nên là về chất lượng và số lượng, vậy nên là chúng em mong muốn là tạo ra được một cái sản phẩm mà có thể khắc phục được những nhược điểm đấy. Và cũng rất là may mắn là với sự giúp đỡ của thầy cô thì chúng em đã được soi đường dẫn lối để hoàn thành được cái sản phẩm này. Thì tất nhiên là để hoàn thành một sản phẩm mà tự thân chúng em tạo ra thì rất là khó, rất cần sự giúp đỡ và chỉ đường của thầy cô. Thì thầy cô chính là người mà giúp đỡ trong quá trình thực hiện, về quy trình thực hiện cũng như là vật liệu và quy trình để có một quy trình để thực hiện một cái bài báo cáo. Dự án chế tạo các loại mô hình khâu vết thương sinh kim với mục tiêu là giải quyết các vấn đề thiếu hụt mô hình chất lượng cao ở sinh viên, và chúng em cấp một sản phẩm nội địa có chất lượng cao, có hình thức giải phẫu giống thật và có độ bền cao và có tính tùy biến lớn. Khi đưa vào ứng dụng ở trường Đại học Duy Tân thì chúng em có cùng các chuyên gia và các sinh viên đánh giá trên các loại mô hình với các tiêu chí như độ bền, hình thức giống thật và các khả năng chịu lực kéo. Đặc biệt nhất, đây là một sản phẩm nội địa và chưa có một nơi nào sản xuất ở trong nước, và là một mô hình có chất lượng cao, có hình thức giống thật, có độ bền và độ chịu lực kéo cao. Đầu tiên thì sản phẩm đang được làm bằng thủ công, chưa được đưa vào quy trình sản xuất. Vì vậy mình mong muốn là có thể đưa vào một quy trình sản xuất máy móc và có thể sản xuất được nhiều sản phẩm đưa đến với các sinh viên và người dùng hơn. Chúng mình mong muốn là được sự quan tâm đầu tư từ các nguồn trong và ngoài trường hơn để có thể đưa sản phẩm đưa đến nhiều đối tượng hơn. Trong quá trình lên ý tưởng thì nhóm lại vấp phải cái khó khăn ban đầu, đó là nhóm không biết dùng cái chất liệu gì để làm nên cái mô hình này. Cho nên là khi mà nhóm liên hệ với các thầy cô hướng dẫn đề tài thì thầy cô đã đề xuất cái chất liệu đó là silicone. Ngoài ra thì khi mà có được cái chất liệu làm cái mô hình, nhóm cũng vấp phải cái cản trở, đó là cái cách để làm ra cái mô hình, những cái bước, những cái quy trình nào để làm ra một mô hình hoàn chỉnh. Thì cũng từ đây nhóm cũng đã liên hệ cho các thầy cô ở trung tâm D4 Pháp Lab, thì các thầy cô ở trung tâm này đã hướng dẫn cho nhóm thực hiện các bước, cái quy trình hoàn chỉnh để làm ra một cái mô hình, một cái từ cái khuôn ban đầu để chế tạo những mô hình hoàn chỉnh. Trong dự án này thì có hai thầy cô trực tiếp hướng dẫn đề tài, đó là thầy thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đức Tùng và cô bác sĩ Nguyễn Hoàng Bình Mai. Trong đề tài này thì trong dự án này thầy cô đã trực tiếp hướng dẫn em về cái quá trình tìm được cái vật liệu thích hợp để làm nên cái miếng da, cũng như là thầy cô đã hướng dẫn cái quá trình làm được miếng da đó như thế nào. Ngoài ra thì thầy cô đã hướng dẫn cho em làm một cái đề tài báo cáo cụ thể, một cái đề tài báo cáo khoa học hoàn chỉnh để đi báo cáo các cuộc thi. Đối với mình thì cái việc làm một cái đề tài báo cáo khoa học nó có ý nghĩa rất là lớn. Khi mà mình học được bài học rất lớn, đó là mình sẽ nhìn mọi cái vấn đề trong cuộc sống, trong cái quá trình hành nghề của mình một cái góc nhìn khác. Khi mà mình đối mặt với vấn đề đó thì mình sẽ tiếp cận vấn đề đó một cách là mình phải tìm được một cái ý tưởng giải quyết được vấn đề đó, cũng như là mình có một cái nền tảng cơ bản, đó là cách giải quyết cái vấn đề theo một cách khoa học nhất. Chủ trương của phía trường Y Dược cũng như là cả trường nói chung thì đều rất là khuyến khích các em tham gia nghiên cứu khoa học bằng những cái hình thức và những cái hoạt động rất là cụ thể. Ví dụ như là mình sẽ trong quá trình giảng dạy thì sẽ có những cái môn về chuyên về nghiên cứu khoa học, và các em sẽ được chia nhóm cũng như là tiến hành những cái đề tài từ đơn giản đến phức tạp để các em có kinh nghiệm tích lũy dần dần. Rồi khi mà các em có những cái ý tưởng cụ thể về những cái sản phẩm đặc biệt là mang tính ứng dụng cao, ví như đề tài lần này ấy, thì các em sẽ được ngay lập tức là kết nối với các cái thầy cô có chuyên môn cũng như là có những cái kinh nghiệm để có thể là giúp đỡ các em và định hướng các em trong quá trình nghiên cứu. Và
Sau đó bên cạnh đó thì mình cũng sẽ liên hệ để kết nối cho các em với những cái đơn vị hỗ trợ, ví dụ như là Pháp Lab chẳng hạn đó, để các em có thể hoàn thiện và design của mình tốt hơn. Và sau khi mà đã hoàn thiện một sản phẩm á, thì các thầy cô cũng sẽ hướng dẫn gọi là khuyến khích các bạn đăng ký tham gia những cái cuộc thi trong và ngoài trường ở nhiều cái gọi là tầm cỡ khác nhau, để các bạn có thể là tăng cường giao lưu học hỏi cũng như là tích lũy thêm kinh nghiệm và có thể tự tin thể hiện được cái khả năng của mình.